thiệu cho các bạn, đây là phễu thoát nước chống tràn TD102. Khi mà ở phía dưới của thiết bị có quả phao, khi mà nước tràn ngược vào nhà sẽ đẩy quả phao lên và bịt nắp cống lại, như vậy là nước sẽ không bị tràn ngược vào trong nhà mình nữa. Đây. Đó là silicone của quả phao.